công việc nào cũng có gian khổ, và gian khổ lớn nhất đối với những người bán hàng online có lẽ chính là việc gặp gỡ phải những thượng đế buôn hàng. Mới đây, một chủ shop online đã phải lên Facebook than thở về chuyện mình bị một cô nữ sinh order án nhưng sau cuối lại bùng mất, thậm chí còn nhờ cả bố ra để nói chuyện. Giá trị chiếc án có lẽ chẳng quá lớn, thế nhưng lý do buôn hàng được cho là dàn dựng của cô nữ sinh lại khiến dân tình sôi máu. Bài đăng về câu chuyện được chia sẻ trên hàng chục màn hình. Theo những tin nhắn giữa chủ shop và cô nữ sinh có thể thấy, cô nữ sinh đặt mua của shop một chiếc án, phải chờ một thời gian để shop order từ nơi khác về. Tuy nhiên khi chiếc án đã trên đường gửi về, cô nữ sinh lại bất ngờ đổi ý muốn hủy order, 5 lần 7 lượt nhắn tin cho shop bày tỏ ý muốn không mua án nữa. Nữ khách hàng liên tục đòi hủy order ảnh. Cuối cùng cũng đến ngày chiếc án về đến shop. Chủ shop vội vã nhắn tin cho nữ khách hàng từ trước một ngày để dặn dò, khá yên tâm khi cô gái này xác nhận ối, còn gọi cả phí ship. Tuy nhiên đến khi chủ shop gửi chiếc án đi thì nữ thượng đế lại bất ngờ thay đổi. Cô gái này nhắn tin cho chủ shop nói thẳng thừng không thể nhận án. Thậm chí, cô gái còn nhờ bố nhắn tin với nội dung tôi là bố của cháu, tôi không cho cháu lấy án đâu để khẳng định cứng nhắc việc không nhận chiếc án đã order. Ngay sau khi nhờ bố nhắn tin, nữ khách hàng cũng mau lẹ chặn luôn Facebook của chủ shop. Cô nữ sinh xác nhận ối với chủ shop ông Linh. Nhưng đến hôm sau lại thẳng thừng nói không thể nhận án ảnh. Sự việc trên hiện vẫn khiến cộng đồng mạng xôn xao vì ức chế thay cho chủ shop. Nhiều người khuyên chủ shop này nhận order thì nên yêu cầu đặt cọc để tránh rủi ro, chỉ cần vài ba khách buồn hàng thế này thôi là đã phải chịu rất nhiều thiệt hại. Ngoài ra, cộng đồng còn rất nghi vấn tin nhắn từ bố của cô gái khách hàng, cho rằng đây đúng đắn là màn kịch dụng về cô này dựng lên để hợp lý quá nhưng tất nhiên chẳng hợp lý tí nào việc mình buôn hàng. Bản mờ A bình luận, order shop nào cũng cầm đặt cọc trước 30-50 hoặc 70% đó chị ơi, mình cứ thế mà làm. Tin người quá rồi đến lúc thiệt hại mình chịu chứ ai. Thôi cắt, diễn dở thế mà cũng đòi diễn. Cái tin nhắn bên trên đăng game thủ ơi xuống dưới phát tôi là bố của cháu nhìn là thấy ngay bịp ra rồi. Đã buôn hàng lại còn diễn kịch dở game thủ tờ. Mờ, tờ bức xúc. Hiện sự việc trên vẫn đang được chia sẻ chóng mặt trên.